À, các anh chị theo được học những cái tư duy này từ người thầy của mình, và cũng được đọc sách của một của các triệu phú, đó là sách Bí mật tư duy triệu phú. Các anh chị có thể đọc thêm nhé. Ok, và theo chỉ chia sẻ lại cho các anh chị những cái tư duy mà theo đã ứng dụng được để giúp cho cuộc sống của mình, để cho khối tài sản của mình được gia tăng cũng như là công việc kinh doanh của mình tăng trưởng. Và đây là những cái điều mà các anh chị nên biết nếu như các anh chị muốn xây dựng doanh nghiệp của mình đạt đến doanh nghiệp là triệu đô hoặc là hơn thế nữa, hoặc là một số anh chị ở đây mình muốn gia tăng cái khối tài sản của mình. Bởi vì các anh chị biết rằng là suy nghĩ của mình nó sẽ tạo ra cái cảm xúc, và cái cảm xúc nó dẫn đến cái hành động, và chính cái hành động của mình nó mới tạo ra cái quả các anh chị. Nên rằng là bên cạnh cái việc mà chúng ta đi làm, chúng ta tạo ra thu nhập cho mình, thì nếu như cái mục tiêu các anh chị là tự do tài chính, mục tiêu của các anh chị là đạt được cái cuộc sống, chiến thắng cái cuộc sống về tiền bạc, thì các anh chị hãy liên tục gia tăng tư duy cũng như là IQ tài chính của mình. Ok, được không các anh chị? Và hôm nay có một cái tư duy đầu tiên mà các anh chị cần phải tốt nghiệp được, đó chính là gì ạ? Tư duy đầu tiên là chúng ta cần phải học cách nghĩ lớn các anh chị. Ok, đầu tiên đó chính là chúng ta hãy học cách nghĩ lớn. Những người thành công, những người thành công lớn về tài chính đó các anh chị, họ có một cái suy nghĩ khác biệt so với những người bình thường. Đó chính là họ có một cái suy nghĩ rất là lớn các anh chị. Họ có những cái suy nghĩ lớn. Họ có những cái mục tiêu nó lớn hơn so với những người khác. Và họ dám nghĩ lớn. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh chị dám nghĩ lớn á, tại vì khi mà anh chị dám nghĩ lớn, nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta rất là nhiều. Về rất là nhiều người các anh chị ha. Và mọi thứ các anh chị đều biết rằng nó đều bắt nguồn từ cái suy nghĩ. Nếu như các anh chị muốn có cái kết quả thành quả lớn thì chúng ta phải đi đầu tiên là cái suy nghĩ lớn. Suy nghĩ của bạn nó mới dẫn đến cái thói quen, dẫn đến cái cảm xúc và nó cho ra cái hành động của các anh chị được. Và dám nghĩ lớn. Thí dụ như có một số người họ có một cái suy nghĩ như này này các anh chị. Đó chính là họ ước rằng là họ có một cái công việc có thu nhập ổn định à. Bao nhiêu anh chị đây mình đã từng ước rằng là mình có một cái công việc có thu nhập ổn định nè các anh chị ơi. Và điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu là trên cuộc đời này là không có gì là ổn định hết. 2 năm trước chúng ta phải đối diện một cái tình huống nó khác. Và 3 năm trước chúng ta đối diện một cái tình huống nó khác. Và không có cái gì là ổn định ở đây các anh chị ạ. Nhiều năm trước có rất là nhiều cái ngành nghề nó đang tồn tại rất là tốt, nhưng mà nhiều năm sau thì cái ngành nghề đó đã bị biến mất. Bao nhiêu trong số anh chị đây mình đã bị mất cái công việc của mình ạ? À? Mất hẳn cái công việc của các anh chị và bây giờ anh chị phải thất nghiệp rồi. Em ví dụ như là cái ngành may mặc đi ha. 5 năm trước cái ngành may mặc nó rất là phát triển. Và ở trên thế giới nó có rất là nhiều cái đơn hàng cho đất nước mình để mà làm. Và các anh chị đều có cái công việc. Anh chị nào ở đây mà có cái nghề may thôi thì các anh chị có thể xin vào bất cứ công ty xí nghiệp nào để có thể kiếm được tiền. Và các anh chị cũng có thể tự mở xưởng hoặc là tự làm để kiếm rất là nhiều tiền đúng không ạ? Nhưng mà cái ngày hôm nay 3 tháng đổ về đây thì cái ngành may nó bị ảnh hưởng rất là nhiều của cái nền kinh tế. Hàng chục cái người công nhân may khác nhau họ đã bị mất việc, đúng nghĩa là họ đã bị đuổi việc các anh chị, và cái ngành này không còn kiếm được nhiều tiền nữa, và hàng chục nghìn người phải tìm kiếm một cái nghề khác. Khi mà họ đi tìm một cái nghề khác thì bắt buộc họ phải học lại, họ phải học kỹ năng lại, họ phải học lại từ đầu quá các anh chị. Thì cái câu hỏi đặt ra nếu như cái người đó bị mất việc ở năm 40 tuổi thì bây giờ 40 tuổi rồi cũng phải đi học lại từ đầu cho một cái nghề khác, kiếm một cái nghề khác và học lại các anh chị. Mà giả sử như cái người đó là đang gọi là 40, 45 tuổi rồi thì sao? Bây giờ phải đi học lại. Nên là để mà tìm một cái công việc ổn định đó thì thật sự là không có các anh chị. Và rất là nhiều người họ đã bị mất công việc và họ phải đi học lại từ đầu. Và nếu như bạn muốn kiếm tiền từ một cái công việc gì đó mà bạn không có kỹ năng, không có kinh nghiệm thì anh chị biết rằng là mình sẽ không bao giờ có tiền được đúng không?
nên là đòi hỏi mình phải học lại cho đến khi mình trở thành chuyên gia thì mình mới có thể tạo ra tiền được. Đó là vì sao ạ? Cho nên là khi mà các anh chị học một cái ngành nghề mới, đòi hỏi các anh chị phải tốn ít nhất là 6 tháng để mà các anh chị rèn giũa kỹ năng. Giống như là những cái người mà ví dụ như anh chị muốn có cái nghề cắt tóc, anh chị cũng phải mất ít nhất là 6 tháng thì cái nghề đó nó mới trở thành quen tay của các anh chị và anh chị mới làm xuất sắc được. Đó chỉ là 6 tháng để mà ở cấp độ cơ bản thôi đấy. Còn nếu như cái người mà họ cắt tóc trong vòng 10 năm thì cái level họ phải khác rồi đúng không? Nên là khi mà cái vấn đề Covid nó xảy ra thì các anh chị ở đây rất là nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng và nhiều người họ đã bị mất việc, các anh chị hàng trăm hàng chục triệu người đã bị mất việc và nhiều người họ phải đi tìm cái công việc mới. Và các anh chị đã biết rằng là ở ngoài thị trường thì nó sẽ có một cái vấn đề, đó chính là gì ạ? Cung cầu. Khi mà các anh chị nói tới cái việc mà anh chị đi kiếm công việc làm thì các anh chị phải phải để ý tới là cái cung và cái cầu các anh chị ạ. Cung cầu của thị trường là gì? Cung là cung cấp dịch vụ của thị trường, sản phẩm, còn nhu cầu là nhu cầu của thị trường về một cái dịch vụ sản phẩm đó. Vậy thì cái vấn đề nếu như anh chị lựa một cái công việc mà cái công việc đó nó không đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhu cầu ít nhưng mà cung thì nhiều, có nghĩa là cái người làm thì nhiều mà nhu cầu thì ít, nghĩa là cái người mua thì ít nhưng cái người bán thì nhiều á, thì có phải là anh chị kiếm tiền nó sẽ khó hơn đúng không ạ? À, anh chị kiếm tiền nó sẽ khó hơn rất nhiều. Nên là rất nhiều người họ đi tìm cái công việc ổn định. Công việc ổn định là không không có không 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 dễ xảy ra cho các anh chị. Và anh chị biết không ạ? À, khi bao nhiêu số anh chị đây mình là thuộc nhóm người đang tìm kiếm một công việc ổn định, khi mà các anh chị có một cái ý định là anh chị đi, mục tiêu của anh chị là đi kiếm việc á, sẽ có ba cái nhóm người mục tiêu họ như sau. Cái nhóm thứ nhất là họ mục tiêu họ đi kiếm công việc là để họ có công việc ổn định các anh chị. Và khi mà các anh chị có cái suy nghĩ này nè thì anh chị sẽ không bao giờ muốn thay đổi, anh chị nhớ không ạ? Anh chị không bao giờ muốn thay đổi và anh chị gắn ghép một cái suy nghĩ rằng là mình sẽ gắn với một cái công việc nào đó trọn đời, nên là dù xã hội có thay đổi gì chăng nữa thì anh chị vẫn không thay đổi. Và anh chị biết rằng là thị trường thì luôn luôn đúng, thị trường có nghĩa là nó phải luôn có những cái xu thế cung cầu, các anh chị phải để ý. Nếu mà anh chị tham gia một cái thị trường mà ít tiền thì anh chị phải kiếm tiền nó khó hơn những cái người tham gia vào một cái thị trường mà có dòng tiền chảy đến, đúng không ạ? Nên khi mà các anh chị có một cái suy nghĩ là thu nhập ổn định thì trong cái suy nghĩ của anh chị nó bị dính chặt vào một cái công việc gì đó và anh chị không muốn thay đổi gì hết, và xã hội thì liên tục đi lên còn mình thì có cái suy nghĩ là không thay đổi, vậy thì sao? Vậy thì anh chị sẽ bị thụt lùi, chắc chắn là mình sẽ bị thụt lùi và mình phải đối diện với một cái vấn đề rất là lớn trong cuộc đời của mình, đó chính là chật vật về tài chính. Và khi mà anh chị biết rằng cái cuộc sống dù anh chị là ai như thế nào, cái cuộc sống mà không có tiền là cuộc sống kinh khủng nhất. Và cái nhóm người số 2, cái mục tiêu họ đi kiếm việc á, nó chính là họ có một cái suy nghĩ khác, là họ có một cái mục tiêu trong đầu là họ sẽ kiếm một cái công việc nào đó mà nó ở mức tầm lương là và mức tầm thu nhập là 1.000 đô, 20 đến 25 triệu. Thì trong đầu họ định vị rằng là họ sẽ làm một cái công việc nó xứng đáng với cái mức như thế. Nên là họ luôn tìm kiếm cho họ những cái cơ hội việc làm, những cái cơ hội kinh doanh, những cái cơ hội việc làm để mà đã đáp ứng được 1.000 đô một tháng là ok. Nhưng mà ít hơn họ cũng không làm. Ít hơn họ cũng không chịu làm. Và cao hơn, những cái cơ hội lớn hơn thì họ không không nắm bắt tới. Anh chị, đó là lý do tại sao có nhiều người họ thà ở nhà bị mất việc, không có việc làm, không có tiền, còn hơn là họ phải đi làm những cái công việc mà nó những công việc mà họ gọi là công việc không có được như thế nào đó, mỗi cái suy nghĩ khác nhau đúng không ạ? Anh chị cho mất. Và họ cũng không mở rộng ra để có thể nhìn thấy được những cái cơ hội lớn hơn nữa. Nên nếu như các anh chị định vị như vậy thì bạn cũng sẽ kiếm cho mình một cái cơ hội
những cái công việc mà nó có cái thu nhập chừng đó, hoặc là bạn không chịu đi làm những công việc nó thấp hơn. Và có một cái điều mà các anh chị cần phải biết đó chính là gì, lao động có nhiều người cho đến bây giờ họ còn một cái suy nghĩ này rất là sai trái, suy nghĩ mà nó khiến cho các anh chị không có tuyệt vời lắm. Đó chính là nhiều người còn nghĩ rằng là cái chữ lao động đó, nó bị gắn với cái chuyện là mình phải làm việc chân tay và đổ mồ hôi và phải cực khổ, phải lăn lộn thì mới gọi là lao động. Không các anh chị, cái suy nghĩ đó nó chỉ phù hợp ở cái thế kỷ trước thôi, chứ nó không phù hợp ở cái giai đoạn bây giờ. Đã gọi là lao động thì dù anh chị làm công việc gì thì nó cũng đều là lao động chân chính. Nếu các anh chị làm việc bằng tay chân, hay anh chị làm việc bằng não bộ, hay anh chị làm việc bằng vừa là não bộ vừa là tay chân thì đều gọi là lao động hết. Nhưng mà có nhiều người bây giờ họ vẫn còn bị gắn cái suy nghĩ rằng là lao động là phải đổ mồ hôi, phải lăn lộn ra thì mới gọi là lao động. Nó dù anh chị làm giáo viên, là bác sĩ, làm công nhân vệ sinh, làm kỹ sư, làm doanh nhân hay bất kỳ công việc gì, miễn là anh chị có lao động thì đều là một công việc cao quý, được không ạ? À? Nên nói về công việc thì chúng ta sẽ không có bàn là việc nào cao quý, việc nào không cao quý, mà chúng ta phải để ý đến cái chuyện rằng là cái công việc nào nó mang lại cái thu nhập cao hay là cái thu nhập thấp thôi. Bởi vì thu nhập nó khác nhau, còn công việc thì nó đều chân chính như nhau, công việc nó cao quý như nhau hết ha. Nên là khi mà chia sẻ ra thì có nhiều người nói ủa mà ai cũng chọn đi làm chủ hết thì ai đi làm thuê. Cái vấn đề làm thuê nó không phải là không tốt, nhưng mà bảo bạn đừng có làm thuê cả đời. Bạn làm 3 năm là được rồi, để dành cho khác làm với. Thuê cũng đã từng phải đi làm từ những công việc trả tiền, trả thời gian làm cho người khác. Mình phải đi từ nhỏ đi lên. Nhưng mà cái vấn đề là đừng có làm cả đời, trai cái biết đừng có làm thôi. Đừng có chọn làm cả đời. Làm tạm thời mấy năm thôi, rồi để dành cho người khác làm đi chứ. Mà làm cái khác đi, đi lên đi. Chị rõ chưa? Không phải là mình chê cái công việc đó, vấn đề là mình không có chọn làm nó cả đời. Làm tạm thời để mà mình tạo cái nền tảng tốt để mình đi lên, chứ không phải là mình dừng mãi ở chỗ đó. Nên là cái vấn đề là công việc là chúng ta không có bàn là công việc gì nó không cao quý. Chúng ta chỉ nói rằng là cái thu nhập nó khác. Nên là người thành công họ nghĩ lớn, họ định vị cái nhiệt kế của họ là nhiệt kế lớn, nhiệt kế ở mức độ cao. Ở đây rằng là gì ạ? Có một cái vấn đề mà các anh chị cần phải biết đó chính là trong cái thời năm 2023 nó có một cái gọi là thế giới đều rơi vào suy thoái kinh tế đó mà. Và một trong những cái cường quốc rất là mạnh đó chính là ở Trung Quốc. Nó có một cái vấn đề đó các anh chị biết không ạ? Là 21% người dân Trung Quốc gọi là giới trẻ họ đang bị thất nghiệp. Và đây là cái con số lớn nhất so với những quốc gia khác. Có những cái quốc gia khác thì họ chỉ có con số là 4 đến 5% thôi. Nhưng mà đối với Trung Quốc thì nó tới 21%. Và đây là cái đất nước mà gọi là đi đầu đúng không ạ? Quốc gia đi đầu luôn. Vậy thì cái lý do tại sao anh chị biết không? Anh chị biết cái lý do tại sao nó là dẫn đến số đó không? Anh chị có bao giờ nghe đến cái từ là bong bóng bất động sản hay là bong bóng tài chính không ạ? Thì ở Trung Quốc nó có một cái vấn đề đó chính là bong bóng đại học. Tại vì hàng năm, hàng tháng nó có rất là nhiều học sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường mà không có việc làm. Tại vì cái vấn đề là họ tập trung học, tạo ra cho mình cái bằng. Nhưng mà nhu cầu của thị trường bây giờ nó không cần cái người có cái tấm bằng đó nữa, mà nó cần cái người làm được việc cho họ. Nên là những cái người mà họ học ra cái bằng đại học rất là, cái bằng nó rất là ngon lành đúng không, thì họ sẽ không bao giờ đi làm những cái việc mà nó thấp hơn cái giá, thấp hơn cái bằng của họ các anh chị. Và họ chọn học những cái ngành hot,
Thì cái vấn đề là cái ngành hot là cái ngành mà có rất nhiều người vô học, thì khi mà học đông quá thì cái đầu ra nó đông quá thì công việc đâu mà đáp ứng cho đủ. Nhưng mà có nhiều người họ có cái bằng nó đẹp quá, cái bằng nó hot quá, cái bằng nó ngon quá, thì họ sẽ lựa công việc họ làm, họ sẽ không đi làm những cái công việc mà nó thấp hơn cái giá trị của họ, nên nó dẫn đến cái tình trạng là sinh viên thất nghiệp. Có nghĩa họ thà là ở nhà chứ không bao giờ đi làm những cái công việc nó thấp hơn. Ở đây là có một số anh chị cứ nói rằng là hiện tại tôi ở nhà đây, tôi thất nghiệp đây, thì tôi làm gì để có tiền, làm gì tự do tài chính. Thì nhiều khi anh chị đã bị rơi vào cái tình huống đó, đó chính là anh chị chê những cái công việc số tiền thấp. Nhưng nó có một cái vấn đề, đó chính là anh chị nghĩ lớn. Muốn nghĩ lớn thì mình phải làm lớn, đúng không? Nhưng mà muốn làm lớn được thì bạn phải làm nhỏ đi lên. Có nghĩa là mình muốn kiếm số tiền lớn thì mình phải kiếm được số tiền nhỏ. Nếu anh chị định vị anh chị là người giàu có, tài sản tiền bạc của mình, thì anh chị muốn có nhiều tiền thì anh chị phải có ít trước. Mình phải góp gió thành bão chứ. Muốn kiếm được nhiều tiền thì mình kiếm được ít tiền cái đã. Và số tiền nhỏ chưa kiếm được thì sao kiếm được số tiền lớn. Và nếu mình ngầu đó, mình vì cái sĩ diện của bản thân, là công việc này nó không xứng đáng với mình, công việc này nó không có phù hợp với tôi, nó không có đúng với đam mê, nó không có đúng như cái hoài bão, không có đúng như cái bằng của tôi không có làm, thì các anh chị ngồi ở nhà đó rồi khi nào mình mới có thể góp gió thành bão được. Nhưng có một số anh chị cứ nói tôi không có giống sao tôi đi kinh doanh, tôi không có giống sao tôi đi học tập phát triển, tôi không có công ăn việc làm, ở nhà đây là làm sao. Ai biểu bạn thất nghiệp là do bạn không chịu kiếm việc làm, chê chê việc, đúng không? Muốn làm lớn thì phải làm nhỏ. Những cái công việc mà mình có thể làm được, những cái đồng tiền mình làm ra đó, tích góp nó lại, từ từ mình mới đi lên. Thế nên là nếu như anh chị là cái người, anh chị dự định anh chị là một cái người thành công, thế nên là nếu mà muốn làm tướng thì đầu tiên là phải sao? Đầu tiên là phải làm quân, làm những cái người mà nhỏ nhỏ trước. Nếu mà ai mà mới vô quân đội mà làm tướng liền thì người đó là tướng gì? Tướng dẫn quân đi lạc đường. Cái tướng đó mà, cái người đó mà làm tướng là coi như cả cái quân đó là bị tan rã, bị bại trận liền. Ok không? Nên trong cuộc sống của bạn, nếu như bạn dám nghĩ lớn, tôi là một chủ doanh nghiệp, tôi là người thành công, tôi là một triệu phú, tôi là nhà lãnh đạo kiệt xuất, thì từ cái nước đầu tiên là bạn phải biết bạn phải làm cái gì ngay bây giờ. Cái công việc đầu tiên là chúng ta phải làm là như thế nào. Bạn phải hiểu được một cái người triệu phú họ phải trải qua cái gì, thì bây giờ bạn phải chấp nhận trải qua những thứ đó. Một cái người doanh nhân chạm tới hai vàng để mà họ có được cái doanh nghiệp tạo ra thu nhập thụ động cho họ thì họ phải trải qua cái gì, thì bây giờ anh chị phải thấy được cái hành trình đó và anh chị phải chấp nhận mình phải đi được như họ, thì như thế mới gọi là dám nghĩ. Dám trải qua không? Bây giờ một cái người doanh nhân họ cho anh chị thấy được cái hành trình họ đi như thế nào. Và họ phải xây dựng cái điều đó trong vòng 3 năm, 5 năm để họ có được. Bây giờ họ chỉ cho bạn cái hành trình mà họ đã đi như thế, bạn có dám đi theo không? Tuổi trẻ có gì? Mình có sức, mình có tuổi trẻ, mình có nhiệt huyết, mình có hoài bão. Nếu như anh chị là những người đang trẻ tuổi ha, mình 20, 30 tuổi mà anh chị không có nhiệt huyết là bởi vì sao anh chị biết không? Là bởi vì mình không có nghĩ lớn. Mình có hoài bão mà mình không hành động, có nghĩa là mình không có nghĩ lớn. Mình không có nghĩ lớn về cái tương lai của mình. Và cái điều gì nó khiến cho các anh chị tiến lên phía trước? Cái điều gì nó cho mình cái năng lượng để mình vượt qua phía trước, mình vượt qua khó khăn, mình nắm bắt cơ hội, mình ướm mình để mình đi lên? Là bởi vì nhờ anh chị có cái mục tiêu lớn. Nên là có nhiều anh chị nói rằng là bây giờ theo có cái cách nào cho chị có cái động lực đi, có cách nào cho chị hành động, chị thức dậy sớm đi. Có một cách duy nhất thôi là bạn phải có một cái lý do lớn, bạn phải có một cái mục tiêu lớn. Mục tiêu phải lớn hơn. Anh chị nghĩ lớn được thì anh chị mới mới có năng lượng, nhiệt huyết. Bởi vì cái nhiệt huyết của bạn chưa thành, của hoài bão của bạn chưa thành, nên bạn mới có lý do để bạn thức sớm. Thức sớm để làm, thức sớm để hành động, để cho nó tới, để cho nó tới. Chứ còn bây giờ tôi thức sớm không biết làm gì, thức sớm làm gì, ngủ cho nó khỏe.
ngủ cho nó sướng, dậy làm gì đâu, đúng không? Không có hoài bão, không có ước mơ là sống nó nhợt nhạt lắm. Sống là cứ gắn vô cái điện thoại thôi, cứ gắn vô mạng xã hội đó rồi cứ xem thôi, tại vì không có lý do gì để làm hết. Mà anh chị chỉ làm đúng cái việc của anh chị thôi, cái việc của mình là cần làm cái gì. Tới giờ nấu cơm là ra nấu cơm, hết giờ nấu cơm là vô cầm điện thoại xem. Tới giờ đi làm là đi làm, hết giờ đi làm là về cầm điện thoại xem. Tới giờ sếp giao việc là ok, sẽ làm đúng cái việc mà sếp giao, làm xong là cầm điện thoại coi. Bây giờ có hoài bão cái có đâu. Còn cái hôm nào mà thức dậy phải đi làm thì mới thức dậy sớm đi làm. Còn hôm nào mà không đi làm thì ngủ. Bây giờ thức dậy làm gì? Thức dậy thì cũng coi phim, cầm điện thoại chứ làm gì. Thế thì em hỏi anh chị đang như thế bởi vì anh chị không có cái nghĩ lớn. Anh chị không có cái tương lai cho mình, chị không nghĩ trước cho cái tương lai của mình luôn. Và đừng có sống hời hợt như vậy các anh chị ạ. À, tỉnh táo, phải tỉnh táo lên. Nên là cái điều mà khiến cho anh chị tiến lên phía trước duy nhất thôi, phải có một cái mục tiêu. Nếu như một cái người nào lúc nào ở trong đầu anh chị, nếu như trong đầu anh chị lúc nào nó cũng văng vẳng là suy nghĩ là tại sao tôi phải làm cái đó, tại sao tôi phải làm được cái đó, tại sao tôi phải hoàn thành cái đó, và anh chị sẽ không bao giờ, đúng không ạ? Và bạn sẽ không bao giờ có bất kỳ cái lý do gì để mà bạn phải 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 cản trở cái đường của các anh chị đó. Và không có cái gì nó có thể cản trở được nếu như chị có một mục tiêu lớn. Và có nhiều anh chị, có anh chị ha, có một cái điều nó rất là khác biệt giữa một cái người nghĩ lớn với là một cái người ảo tưởng. Thì bây giờ anh chị phải xem lại thử anh chị là người ảo tưởng hay là anh chị là người nghĩ lớn nha. Dễ bị nhầm lắm á nha. Cái người nghĩ lớn á là họ sẽ có những cái hành động ngay bây giờ, họ sẽ có những cái hành động để thay đổi ngay bây giờ. Còn người ảo tưởng là họ sẽ không hành động, họ sẽ ngồi đó và họ nghĩ lớn thôi chứ họ không làm gì cả. Họ ngồi họ chờ đợi và họ hy vọng là mọi thứ nó sẽ xảy ra như cái thứ mà họ nghĩ. Và họ nói rằng là tôi sẽ sử dụng luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn sẽ mang cái điều đó đến cho tôi. Tôi hy vọng, tôi tin vào luật hấp dẫn, tôi tin vào cái tiềm thức của mình. Và họ không làm cái gì hết các anh chị. Không có một cái hành động gì để thay đổi. Thì đó là người ảo tưởng sức mạnh. Còn cái người nghĩ lớn á, là họ sẽ có một cái hành động gì đó để họ thay đổi cái tình huống hiện tại của họ. Họ không biết làm cái gì thì họ cũng phải hỏi người khác, hoặc là quan sát người khác, hoặc là đi tìm hiểu, hoặc hỏi làm sao để cho biết là mình cần phải làm cái gì để nó thay đổi. Và anh chị không thể nào ngồi há miệng chờ sung được. Ít ra thì bạn cũng phải trồng cái cây sung thì bạn mới ngồi đó bạn há miệng được. Anh chị há miệng 10 năm rồi có không? Có sung ăn không? Thế bây giờ trồng sung đi. Ít ra là đi trồng sung đã, cây sung nó lên rồi nó có trái rồi đợi nó rụng rồi bắt đầu mới nằm xuống há miệng. Thì những cái người mà được há miệng chờ sung là khi nào? Là 5 năm trước, 10 năm trước, họ đã bỏ thời gian công sức gầy dựng cho họ một cái doanh nghiệp, tạo ra thu nhập thụ động không giới hạn cho họ. Thì ngày hôm nay họ mới được có thể được ngồi há miệng chờ cái trái sung mà họ, cái cây sung mà họ đã trồng ra nó rụng vô trúng cái người của họ. Ok mà. Thì bạn sẽ được há miệng chờ sung kia nè. Khi bạn đã bỏ ra 5 năm, 10 năm để bạn trồng cây sung. Nên là một người nghĩ lớn là sao? Là anh chị phải nghĩ được 5 năm nữa mình sẽ là ai? Mình tự do tài chính như thế nào? Và anh chị nhớ nha, cái thời điểm tuyệt vời để mà anh chị gieo trồng, để mà anh chị trồng cây sung này á, là khi nào anh chị biết không? Một á, là 10 năm trước. Hai á, là ngay bây giờ. Chứ không thể nào là 10 năm sau được, đúng không? Thời điểm mà tuyệt vời nhất để bạn bắt đầu, 10 năm trước. 10 năm trước là tuyệt vời nhất, đúng không? Thì 10 năm trước mà trồng là giờ có ăn rồi đó. Và thời điểm tuyệt vời thứ hai là đó là ngay bây giờ. Thì ngay bây giờ trồng thì 10 năm sau có ăn, 5 năm sau có ăn.
Và nhiều bạn nói là ư 10 năm, 5 năm lâu quá, tôi không có kiên nhẫn nổi đâu. Chứ thế bây giờ em hỏi các anh chị rằng là nếu như giờ mình không có làm gì hết thì 5 năm nữa nó cũng phải tới, 10 năm nữa rồi cuối cùng mình cũng phải tới cái ngày đó, 5 năm nữa nó cũng phải tới, cái ngày nó đường nào nó cũng phải tới. Mà bây giờ mình không làm gì hết thì cái ngày đó nó tới và mình cũng chả có cái gì. Còn nếu như bây giờ mình biết mình cần phải gầy dựng, mình cần phải xây dựng, mình biết cái hành trình của một người doanh nhân, một người xây dựng doanh nghiệp, tạo ra thu nhập không giới hạn là như thế nào rồi, thì bây giờ bắt đầu mình xây. Thì mình xây đi rồi 5, 10 năm nữa nó cũng tới à. Rồi mình hưởng cái thành tựu đó được không? Ok không? Và ăn cái quả đó nó ngọt lắm nghe anh chị. Được ăn cái quả đó nó sướng lắm. Khi mà anh chị làm, khi mà anh chị kiên nhẫn làm một cái việc gì đó và nó đạt được cái kết quả, và cái kết quả nó ra, anh chị có sướng không? Theo hỏi anh chị có vui không, sướng không? Em ví dụ đơn giản là bạn có một cái đùm chìa khóa, bạn lỡ bạn để nó bị mất, bị lạc trôi. Và chìa khóa đó rất là quan trọng với bạn. Mà vô tình bạn kiếm được nó, bạn có vui không? Cái chuyện nhỏ như thế bạn đã vui như thế. Bây giờ hỏi các anh chị, ăn cái quả mà mình trầm được á, nó sướng vô bờ bến, ngọt lắm các anh chị. Nên là anh chị biết không, cái năm theo 18 tuổi là theo đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Chính vì cái năm đó theo biết suy nghĩ nên ngày hôm nay theo mới có được cái thành quả. Cái năm 18 tuổi mình đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như mà mình không làm ra tiền á là mình đang xài tiền trên mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình. Mẹ có theo thời điểm đó gặp cái vấn đề về xương khớp. Và nếu như mà theo không làm ra tiền á thì mẹ theo không còn khỏe nữa thì ai sẽ là cái người lo lo cho cha mẹ mình đây? Năm 18 tuổi thì đã có cái suy nghĩ đó các anh chị. Và tôi mới nghĩ rằng là bây giờ mình phải đi kiếm tiền thôi. Thế khi mình mới vào Sài Gòn thì có nhiều người họ vào Sài Gòn các anh chị, họ không có được, họ không về luôn, họ đi luôn, họ xa quê họ đi luôn vậy đó, họ không có về quê luôn, họ bỏ cha bỏ mẹ lại luôn các anh chị. Và thế mới nói rằng là không được, nếu mà mình đi như thế này mà mình không về thăm cha mẹ mình chỉ có một người cha một người mẹ duy nhất thôi, trên cuộc đời này mình chỉ có một người cha người mẹ thôi, mà bây giờ mình đi luôn như vậy thì máu mủ của mình đó, mình không được gặp họ, mình không được ở bên cạnh họ. Nên nếu như mà tôi không có tự do tài chính thì tôi sẽ không thể nào về ở với họ được. Anh chị công nhận không? Mà từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn rất là xa, đi xe đạp 22 tiếng đồng hồ. Thứ nhất không có nhiều tiền để đi, di chuyển nhiều. Thứ hai nữa là mình phải cắn cái việc học, mình không thể nào về ra vô được. Nên là cái việc duy nhất là mình phải tự do tài chính nhanh nhất, tự do thời gian nhanh nhất thì mình mới có thể về phụng dưỡng với cha mẹ mình thôi. Còn không á là mình sẽ giống như những người khác, sẽ làm một công việc ở đây, làm một cái công việc ở đây, và mỗi lần đi về là phải xin ông sếp, rồi có con ở đây, có gia đình ở đây. Khi mà đã có con có gia đình ở đây rồi thì sẽ không có về cha mẹ được nữa, coi như là người cha người mẹ của mình kể từ đó trở về đi mình không được gặp họ nữa, mình không được ôm ấp họ như hồi xưa nữa các anh chị. Mà thưa thấy được cái cảnh đó các anh chị ạ. Và những người ở số theo họ đi luôn ý, thậm chí là cái người mẹ họ gần đất xa trời rồi họ cũng chưa về các anh chị. Tôi không hiểu làm con ở đâu, trong khi người mẹ gần đất xa trời rồi mà họ cũng không thể ở bên được, bởi vì họ bận phải đi kiếm tiền, họ không về được các anh chị. Họ đang phải mét cái công việc, nếu mà họ về ông sếp sẽ đuổi việc họ, không về được. Và tôi thấy tôi chứng kiến cái cảnh đó thì nó là nếu như mà mình cũng như vậy thì sao, thì cha mẹ mình sao đây? Và tôi chứng kiến cảnh đó, vậy nó không cho phép mình có cái tương lai như vậy các anh chị. Và em nói là cái con đường duy nhất để mình không phải đối diện cái chuyện đó là mình phải tự do tài chính nhanh nhất có thể, để khi mà mình về với cha mẹ mình nó không có ông sếp nào để mà trừ lương mình được hết. Các anh chị nhìn vô không? Và đến khi mà cha mẹ mình, đến khi mà anh Thêu 25 tuổi các anh chị vẫn không làm được ra tiền,
Thế là em mới đặt câu hỏi, bây giờ thêu còn không lo được cho mình ăn uống đủ chất nữa, mà bây giờ mà đẻ con ra mà để cho mà nó trưởng thành mà nó không bị cái gì ấy, thì phải có đủ tiền để nuôi cho nó ăn đàng hoàng, đủ những cái vi chất, lượng chất. Mà tiền đó đâu ra? Chẳng lẽ là không có gia đình, phải lập gia đình chứ, phải có con chứ, thế thì tiền đó đâu ra? Chẳng lẽ mẹ mình nuôi, mình báo đời cha mẹ mình là một mình là báo đời cũng đã, nên bây giờ đẻ con ra để cho cha mẹ mình nuôi nữa. Và nếu như em sinh con ra mà em không nuôi được nó thì ai là người nuôi, chị biết không? Mẹ mình nuôi chứ ai. Báo một đứa rồi báo thêm nữa, không lo được, không phụng dưỡng cho cha mẹ mà còn bắt cha mẹ nuôi con của mình nữa. Nhưng mà không chấp nhận được cái điều đó anh chị đó. Rồi mình bắt đầu mình đang suy nghĩ, ví dụ mình đẻ con ra ít nhất là mỗi tháng phải cho nó chu cấp tiền ăn của nó ít nhất 10 triệu, rồi tiền nó đi học, rồi nội là cái tiền cho mình nuôi mình nữa nè, nuôi mình để mình càng ngày mình phải trẻ, mình cần phải càng ngày xinh đẹp chứ đúng không, chứ chẳng lẽ càng ngày càng già nua. Thì để mà nuôi được cái đó phải tốn ít nhất là cũng phải 10 triệu cho bản thân của mình, cha mẹ của mình cũng phải nuôi cha mẹ mình nữa. Thế thì mỗi tháng mình phải chi ít nhất cha mẹ mình bao nhiêu tiền. Thế thì mình mới nghĩ rằng là cái thu nhập của mình nếu như 10 triệu, 10 triệu nó sẽ không đủ, phải lên được cái thu nhập ít nhất là 100 triệu thì nó mới đạt được cái cuộc sống đó. Rồi nếu như mình có 1 triệu đô la nó cũng không đủ các anh chị. Bây giờ mình muốn đi cái chiếc siêu xe, cái chiếc siêu xe nó cũng phải 3 tỷ, 2 tỷ. Rồi biệt thự, bây giờ mình xây cái biệt thự rồi ở cái biệt thự cũng phải 5 tỷ, 10 tỷ nó mới đủ. Thế bây giờ 1 triệu đô nó có 10, 20 mấy tỷ thôi. Bây giờ mua cái chiếc siêu xe, xây cái nhà xong hết tiền tiêu. Chẳng lẽ cho cha mẹ mình ăn mắm cá dưa cà cũng không có được. Thì ít nhất mình cũng phải có 50 triệu đô. Bây giờ muốn có 50 triệu đô thì bạn phải có 1 triệu đô trước. Thì nghĩ như thế đó các anh chị à. Rồi làm sao mà mình có thể là gì? Đủ tiền để mỗi tháng cho cha mẹ mình tận hưởng được cuộc sống. Thì khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường nó sẽ đang nghĩ những thứ đó rồi. Như là khi mà mình còn nhỏ, khi mà mình ra khỏi trường là mình đã bắt đầu nghĩ nó rồi các anh chị. Nghĩ để mình biết lo hơn, mình biết lo được á, và chính nhờ những cái nỗi lo đó của Thêu nên làm Thêu mới chịu học tập, chịu thay đổi, chịu làm việc, nghĩ lớn. Và nếu như mà ngày nào mà mình chưa có thành công về tài chính, cha mẹ mình sẽ ngủ không yên. Và cha mẹ mình là máu mủ của mình đúng không? Cha mẹ mình sao vui được, sao hạnh phúc được các anh chị? Nếu như họ chứng kiến con của họ không tự do tài chính, chứng kiến con của họ phải đang chật vật, phải kiếm khổ từng đồng, không có khỏe mạnh. Cha mẹ các anh chị sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu như mà anh chị không khỏe mạnh, anh chị sẽ không 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 tự do tài chính các anh chị ạ. Dễ hiểu không? Nên là Theo không có ngại khó. Có những người bạn của Theo á, họ cứ kiếm một cái công việc gì đó dễ dàng để họ làm, việc nhẹ lương cao. Thế nên anh chị Theo không có ngại khó, Theo sẵn sàng làm tất cả những cái việc có thể làm được để cho mình có một cuộc sống tự do tài chính, để mình có thể đạt được cái mục tiêu lo được cho gia đình của mình. Có một số anh chị vào môi trường câu lạc bộ, vào nhóm rèn luyện doanh nhân, hướng dẫn cho các anh chị làm kinh doanh, hướng dẫn cho các anh chị làm marketing, làm bán hàng. Các anh chị nó ngại quá, chị ngại quá, chị không làm, chị không dám làm. Thế em hỏi các anh chị là chị sợ người ta đàm phiếu mình, hay là chị sợ nghèo? Chị có sợ thiếu tiền không? Sợ cha mẹ mình không có tiền để mà lo sức khỏe cho họ không? Sợ con mình không có sữa không? Sao có mấy đứa không sợ đi? Mình cứ sợ người này nói này, người kia nói kia. Có cái sợ cái nghèo với cái tốn tiền là không có sợ. Mình cứ tập trung sợ mấy cái thứ mà không đáng sợ. Làm marketing thì có gì sợ? Có gì đáng sợ? Nó có nặng nhọc các anh chị đâu. Nó có phải là và phải 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 lao ra ngoài đường, phải lăn lộn ngoài đường đổ mồ hôi thôi. Nó chỉ là cái việc mà các anh chị học cái cách làm marketing. Biết sợ không à? Biết sợ gì luôn ấy. Thế thì khi em thử hỏi thì chị không sợ nghèo à?
Thế chị không sợ gia đình chị không có tiền sao? Mấy cái đó không sợ đi trời. Nên là ngày dạ có nhiều anh chị cứ tìm những cái việc nhẹ lương cao dễ dàng, ai cũng tìm những cái việc dễ dàng thì việc khó ai làm. Khi mà bạn nghĩ lớn thì bạn phải vượt khó, bạn phải vượt qua những cái khó khăn thử thách của ngày hôm nay, bạn phải vượt qua được thì bạn mới có thể đối diện được những cái việc mà bạn có thể làm lớn hơn được. Còn nếu mà anh chị không vượt qua được thì cái tương lai huy hoàng đó nó không bao giờ tới. Các anh chị biết không, hồi xưa mà mỗi khi mà tôi rèn luyện bản thân thì nó là nếu như bây giờ tôi không làm, tôi không thức dậy sớm để kỷ luật bản thân của mình thì cái tương lai đó nó không tới. Cái ngày mà tôi có thể phụng dưỡng cha mẹ mình không tới. Cái ngày mà mình có chục triệu để mình cho mẹ mình không có. Cái ngày mà mình lo cho cha mẹ mình sức khỏe đầy đủ không có. Cái ngày mà anh chị em mình họ sẽ noi gương mình, họ sẽ kỷ luật hơn không tới. Ngày đó nó không tới các anh chị. Cho nên là nếu như các anh chị không dám vượt khó được thì mình sẽ cái tương lai của mình nó không tới. 5 năm nữa, 10 năm nữa, điều gì sẽ xảy ra với mình đây nếu như mà ngày hôm nay mình không chịu thay đổi? Mình phải liên tục hỏi cái câu đó. Tài sản của các anh chị không, anh chị phải liên tục nghĩ đến những cái tương lai của mình, rồi mình sẽ có những cái tài sản, mình sẽ có những cái nhà cho thuê, mình sẽ có tiền trong những cái quỹ đầu tư của mình sẽ có bất động sản, mình sẽ có lái chiếc xe mà mình thích, mình sẽ ở được cái ngôi nhà cho gia đình của mình được đoàn tụ, ở cái ngôi nhà mà gia đình của mình được ở trong đó. Anh chị phải nghĩ tới những cái thứ đó để mình có cái năng lượng để mà mình vượt qua cái khó khăn, cái thách thức, đúng không các anh chị ơi? Khi mà bạn không có dám định vị mình là người thành công á, thì nhiều anh chị á, mình sẽ không có làm gì hết đó. Và dám nghĩ lớn á, là bởi vì sao? Là đó là cái thời khắc mà anh chị đã đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Thời khắc bạn đưa ra quyết định thì sứ mệnh được hình thành. Và anh chị nào mà có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay hoặc là nghe cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì bởi vì bạn đã từng đưa ra cái quyết định gì đó. Bạn phải đưa ra cái quyết định là bạn phải thay đổi và bạn phải thành công thì bạn mới cái người bạn của bạn mới gửi cho bạn cái mã Zoom này, đúng không? Bạn mới có mặt ở đây được đó. Chứ em hỏi các anh chị ngày nào em cũng mới làm video ở trên mạng xã hội, ngày nào môi trường câu lạc bộ cũng có Zoom chia sẻ, thế tại sao bây giờ anh chị mới tới đây? Tại sao bây giờ bạn mới có mặt ở đây? Tại sao bây giờ mới tới? Bởi vì đây mới là cái thời điểm chín mùi nè. Đây mới là cái thời điểm mà anh chị đã đưa ra quyết định là anh chị dám nghĩ lớn. Anh chị đã đưa ra quyết định, anh chị thay đổi cuộc đời. Nên là năng lượng của bạn nó mới tỏa ra, nó mới kết nối anh chị tới đây. Nên mới có câu là khi mà người học trò sẵn sàng thì mới thấy người thầy xuất hiện. Người thầy là luôn nhẫn nhơ bên cạnh bạn ấy, nhưng mà bạn không có thấy được khi mà bạn không sẵn sàng các anh chị ạ. Thế vẫn ở đây mà. 3 năm nay tôi vẫn ngồi đây, tôi vẫn chia sẻ những cái điều này. Em vẫn gửi những cái video trên mạng xã hội liên tục. Nhưng tại sao giờ mới tới đây? Tại bây giờ mới đưa ra quyết định. Và cái cơ thể của các anh chị ha, cơ thể của mình nè, một á, nó là cái thứ cản đường mình, hai á, nó cũng là cái thứ mà nguồn lực lớn nhất giúp cho anh chị thành công. Nên là quan trọng là bây giờ các anh chị sử dụng nó như thế nào nhé. Nên là khi mà anh chị nghĩ lớn hơn, anh chị đang nghĩ lớn, anh chị nghĩ lớn hơn chưa? Anh chị thật sự nghĩ lớn chưa? Nghĩ lớn hơn nữa chưa? Nghĩ lớn hơn chưa? Và nó không có mắc gì mà nghĩ lớn, không mắc gì hết. Nếu như anh chị định vị anh chị là 1 triệu phú thì sớm muộn gì anh chị cũng trở thành 1 triệu phú. Tại vì anh chị đã biết rõ cái con người anh chị muốn trở thành là ai. Và cứ cái đường đó mà anh chị đi thôi. Khi mà bạn biết được bạn là một nhà triệu phú, thì anh chị biết được để mà trở thành một người triệu phú thì họ phải trải qua cái gì, họ phải đi qua từng bước gì, thì việc của anh chị là cứ đi thôi. Anh chị chỉ cần anh chị biết được một nhà triệu phú họ có cái suy nghĩ gì, họ có thói quen gì, hàng ngày họ làm cái gì, thì anh chị cứ đi đúng cái con đường đó thôi. Nên là khi mà anh chị bắt đầu nghĩ lớn, anh chị định vị được mình là ai thì anh chị mới đi tìm, đúng không? Mình đi tìm mình mới thấy.
mình đi tìm thử cái con đường mà đi tới cái đích đó là cái gì. Thì sau khi mình tìm mình thấy con đường rồi thì mình mới đi được. Đa số hầu hết những người ngoài kia họ không đạt được mục tiêu tài chính của họ là bởi vì sao anh chị biết không? Là bởi vì họ không có định vị họ, mà họ cứ lo đổ lỗi không à. Họ đổ lỗi là họ không biết làm. Tôi không biết cái cỏ trở thành triệu phú là gì, tôi không biết làm. Rồi tôi cũng không có nguồn lực. Và anh chị biết không, ở trên mạng xã hội đang có một cái video, nó nói vậy nè: bây giờ cái việc mà ai mà làm giàu được đó là chỉ có điên cướp thôi. Và cái video đó nó có hàng trăm triệu view. Cái chuyện mà làm giàu bây giờ là không thể, chỉ có con ông cháu cha thì mới được thôi. Thế em nói ai mà xem cái video đó coi như xong đời. Mà có nhiều đứa nó vô nó xem, nó comment ủng hộ, nó mới ghê chứ. Thế em hỏi các anh chị coi xong là bị ảnh hưởng không? Anh chị mà bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng đó thì sao? Tuổi trẻ là có cái gì? Tuổi trẻ là có sức trẻ, có hoài bão, có ước mơ, có tương lai đó, mà có nguồn lực. Người trẻ là có sức mạnh, có tiềm năng. Mà bây giờ cái người trẻ mà nghe những cái niềm tin đó, bị củng cố bởi niềm tin đó, thì họ lấy cái động lực đâu nữa mà họ phát triển nha anh chị? Lấy cái động lực đâu nữa mà tiến lên? Và đất nước tương lai của mình, nếu mà cái tuổi trẻ mà nó bị vậy hết thì bây giờ lấy đất nước tương lai như thế nào? Anh chị hiểu đi. Nhờ giờ tuổi trẻ mà bị tiêm nhiễm bởi cái niềm tin đó hết thì bây giờ ai là người đứng, là làm sao mà nó phát triển được, sao nó đi lên được các anh chị? Vậy mà nó chứ mà chia sẻ ầm ầm vậy đó, cái tư duy, cái tư tưởng vậy mà cũng được chia sẻ và comment ủng hộ mới ghê chứ. Tương lai của đất nước sẽ như thế nào nếu như anh chị cứ ủng hộ những cái tư tưởng như vậy? Nhưng mà thôi kệ đi, quan trọng là bây giờ mình ở đây mình phát triển được. Nên là khi mà anh chị cứ đi theo đám đông dễ dãi thì bây giờ mình hãy trở thành con người có giá trị đi. Hãy biến mình trở thành con người thành công, một con người có giá trị các anh chị. Hãy nghĩ lớn. Hãy hướng tới những mục tiêu hoài bão của mình. Ai làm gì đó làm, ai đi đâu đi kệ nào. Mình cứ hướng tới những mục tiêu hoài bão các anh chị. Bởi vì công thức thành công bây giờ nó có rồi. Môi trường câu lạc bộ chuẩn bị cho các anh chị hết rồi. Tích góp lại đưa ra anh chị có công thức thành công rồi. Nó giống như làm toán nha các anh chị. Một bài toán khó là bởi vì sao? Là bởi vì anh chị chưa có công thức. Một đứa trẻ học lớp 1 thì sao giải được bài toán lớp 5? Mà bây giờ nó muốn giải được bài toán lớp 5 cũng dễ lắm. Nó chỉ cần nó đi hỏi mấy cái anh chị học lớp 5 nó chỉ giùm cho là giải được thôi. Giống như con bạn của em hồi xưa vậy đó. Nếu mà anh chị nào ở đây học mà có sách giải, anh chị sẽ học giỏi hơn rất là nhiều. Tại vì có sách nó giải giùm rồi, bài toán nào khó ta có sách giải vậy hết. Chỉ cần coi cái sách giải đó là biết cách giải. Thì biết cách giải rồi là ngon ơi chứ gì đúng không? Thế thì bây giờ đi học muốn học giỏi thì mua sách giải đi. Trời ơi, mua sách giải coi đâu có bị gì đâu, mất gì đâu, mình đâu có copy đâu. Mua sách giải thì có gì tội tình gì. Hồi xưa mấy người cứ đồn ấy, đi học mà mua sách giải là không có tốt. Không tốt cái gì mà không tốt cái chị. Trời ơi, em bị cái niềm tin đó mà em không mua sách giải đó. Thì mình có cái người giải sẵn cho mình chỉ cần coi đỡ phải nặng suy nghĩ không. Mình chỉ cần coi và mình học cái cách giải đó là xong. Tự nhiên cái gì vắt óc suy nghĩ thì nó nặng não gì. Mình coi, mình học cái cách giải đó, rồi mình ráp vô cái bài, sau này mình gặp cái bài toán nào mà nó tương tự như vậy thì mình ráp cái cách giải đó vô. Nó thêm 10 điểm cho nó lẹ không? Chứ tại sao có cái người thành công sẵn rồi mình không có đi hỏi, mình không đi học hỏi cái công thức đó về, mình ráp vô cái câu chuyện của mình, cuộc đời của mình đi. Mà mình cứ hầu mình suy nghĩ rồi mình tự mình bày binh bố trận, rồi tự mở công việc kinh doanh này, tự kiếm vốn làm công việc kinh doanh kia, tự mò đường rồi cho nó phá sản, nó vỡ nợ, rồi cho nó thâm nợ thâm của ra chi vậy.
sao có cái người sẵn, cái người họ chỉ cho mình đi, mình không học mình đi luôn đi các anh chị, đường nào cũng tự do tài chính, anh chị tự mò nó cũng chắc, có khi nó cũng tự do tài chính, nhưng mà có cái người chỉ mình nó cũng đi về cái hướng đó thôi, thì cái hướng nào mà nhanh hơn thì mình đi, phải bỏ công bỏ sức chi cho mệt mỏi vậy, bất ngồi bứt tóc bứt tai, rồi gia đình không vui, vợ chồng không vui, áp lực tài chính không vui, rồi phải xăng xăng chạy xăng xăng cả ngày vậy. Cuối cùng không có ra cái quả gì hết. Bao nhiêu chị đang ngồi bứt tai bứt tóc để nghiên cứu cái cách về từ 10 triệu thu nhập 10 triệu lên 100 triệu, thì bứt đứt tai tắt đứt tóc cũng không ra được, thì sao nó ra được? Cái đứa học lớp 1 mà tuyệt đầu giỏi giải người ta lớp 5 sao được? Giống như là trong đó là cái việc đi học toán, đi học trên trường, và cái việc mà các anh chị cuộc sống cũng vậy. Bây giờ các anh chị đang có thu nhập 10 triệu, anh chị không thể nào nghiên cứu được cái thu nhập 100 triệu rồi. Cái việc đầu tiên đó là bạn phải giải được cái bài toán của một cái người tạo ra 100 triệu. Cái thu để mà có được cái thu nhập 100 triệu, chúng ta cần phải giải cái bài toán đó như thế nào. Và đó là một cái bài toán. Và để có thu nhập 100 triệu một tuần hay là 1 tỷ một tháng, nó cũng là một cái bài toán kế tiếp mà các anh chị cần phải giải được. Và không có cái bài toán nào mà nó không có công thức hết. Nó không có cái bài toán mà nó không có bài hết các anh chị. Tất cả đều có logic hết. 70% triệu phú, tỷ phú trên thế giới đều xuất thân là từ tay trắng. 30% còn lại là thuộc nhóm là rich kid thôi. Rich kid là con ông cháu cha. Chúng ta có thấy rất là nhiều cái tấm gương ở phương Tây, ở châu Á cũng có rất là nhiều đúng không ạ? Nếu như chị chịu tìm thì sẽ thấy cứ 30 giây là có một người trên thế giới trở thành triệu phú đô la. Và tại cái thời điểm cho cái thời đại này, để mà trở thành triệu phú đô la nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với những cái thời đại trước. 30 giây là có một người trở thành triệu phú đô la rồi. Và các anh chị có một cái câu chuyện này rất là hay, em thử muốn kể cho các anh chị nghe. Nếu như các anh chị đã từng tới Thái Lan rồi đúng không ạ? Sắp tới theo cũng cùng với một số anh chị đi qua Thái Lan. Thì các anh chị có biết là ở bên Thái Lan nó có một cái gọi là ở trong cái khu vườn quốc gia đó, nó có những cái con cọp. Và cái con cọp này thì người ta lại chăm nó như một con heo các anh chị. Có nghĩa là cái vốn dĩ đó, nó là gốc rễ nó là con cọp. Mà họ lại nuôi nó như một con heo. Nên là khi mà còn bé đó, cái con cọp này nó còn nhỏ đó, và họ đã nuôi và cho nó ăn và chăm sóc nó như một con heo rồi. Khi mà cái con cọp này nó lớn lên, anh chị biết nó tưởng là nó là ai không? Cái bà cọp này bà tưởng bà là heo, trời ơi. Bà có bản năng của con heo luôn mới ghê chứ. Nó có bản năng như một con lợn luôn. Vốn dĩ mình là con cọp, mãnh hổ như cọp, mà tự nhiên để hành xử như một con heo. Nên là nếu như các anh chị định vị mình là đại bàng, định vị mình là doanh nhân thành công, triệu phú đô la đúng không, có khối tài sản triệu đô hay gì đó, thì mình không thể nào mà rèn luyện bản thân của mình như một con lợn được. Nếu mình muốn bay cao như đại bàng á, thì mình không thể nào bơi như một con vịt được các anh chị. Chúng ta phải đừng có để những cái yếu tố xung quanh nó đánh mất đi cái con người thật của mình. Thì cái con cọp đó là nó để những cái yếu tố xung quanh là đánh mất đi cái bản chất của nó. Bản chất là cọp và tự nhiên là trở thành heo mới ghê chứ. Là bị môi trường đánh mất đi chính mình đúng không? Giới hạn tiềm năng của con cọp lại. Tiềm năng của nó là như con cọp, mãnh hổ như cọp, tự nhiên cái bị giới hạn thành heo. Anh chị chứng kiến cảnh đó chưa? Chưa, lên mạng kiếm đi đúng không ạ? Anh chị lên mạng tìm cái vụ đó coi thử đi. Không thì đi qua Thái Lan coi thử. Tự nhiên cái giới hạn của tôi à? Tôi là cọp mà dấu hiệu tôi còn con heo vậy đó. Nên là anh chị không thể nào làm cái việc đó được. Anh chị hãy thử nhìn vô căn phòng của mình đi, nhà của mình đó. Anh chị xem thử có cái gì mà nó không có giá trị không? Xem trong nhà của mình thử có cái gì không có giá trị không? Chứ tại sao anh chị bỏ tiền mua nó vậy? Tại sao phải bỏ tiền mua mấy cái dụng cụ trong nhà vậy?
Nó không có giá trị anh chị mua làm chi, không có giá trị thì anh chị mua làm chi đâu mà. Tại sao anh chị mua điện thoại, tại sao phải mua bút, tại sao phải mua vở, tại sao phải mua chuột, tại sao phải mua tai nghe, tại sao phải mua điện thoại, không có giá trị mua làm gì. Nếu như anh chị không có nhu cầu thì anh chị mua làm gì đâu mà. Và nếu như những không có những cái người mà họ dấn thân lập nghiệp, họ không phát triển, họ không xây dựng cái doanh nghiệp, họ không làm kinh doanh, họ không làm bán hàng, thì anh chị có mấy cái thứ này để anh chị xài không? Anh chị có mấy cái dụng cụ để anh chị xài không hả? Anh chị có mấy cái món đồ để xài không? Có ly uống nước không? Có nồi cơm điện nấu không? Có tủ lạnh để dùng không? Có máy quạt, có máy lạnh để dùng không? Chứ tại sao cười chê những cái con người đó? Tại sao lại cười chê những cái người mà họ đang tiến lên phía trước? Đúng không? Chúng ta có hai cái niềm tin. Một là niềm tin hỗ trợ cho mình thành công, giàu có. Hai là những cái niềm tin khiến cho anh chị nghèo nàn. Cái câu hỏi đặt ra là trong não các anh chị là đang có niềm tin hỗ trợ cho mình thành công hay là niềm tin hỗ trợ cho mình nghèo nàn, giới hạn bản thân của mình, giới hạn cái thành công về tài chính của các anh chị. Một người thành công về tài chính đó các anh chị, họ là người uy tín, họ là người đàng hoàng, họ mang lại công ăn việc làm, họ có giá trị cho người khác, cho xã hội, họ giúp đỡ được nhiều người nên họ mới có uy tín. Và năm cái phẩm chất của người thành công đó là gì ạ? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Cái chữ tín là quan trọng nhất. Người giàu là người có uy tín nhất. Đây là ngân hàng mới cho họ vay tiền. Bạn thử bạn ra ngân hàng bạn vay tiền thì vay được bao nhiêu? Cái số tiền mà ngân hàng nó cho anh chị cho vay á là nó bằng với cái uy tín của bạn. Bạn có uy tín thì người khác mới cho bạn vay tiền. Bạn có uy tín thì người khác mới chuyển tiền cho bạn. Bạn có uy tín thì người khác mới muốn hợp tác, muốn mua hàng, muốn hợp tác, muốn làm việc, muốn được làm việc với bạn, muốn mua dịch vụ của bạn. Đúng không? Nên là có một cái câu là tư tưởng là muốn giàu rồi đi ăn cướp, đó là cái tư tưởng nó sai, quá sai anh chị. Nên là anh chị thành công mà anh chị muốn thành công mà anh chị đi nghe những cái người thất bại chia sẻ những cái tư tưởng đó là thôi rồi sao thành công được. Anh chị đang muốn thành công vì tài chính là anh chị đang muốn thoát ra khỏi cái bế tắc về tài chính, đúng không? Anh chị đang muốn thoát ra khỏi cái bế tắc đó, mà bây giờ mình lại đi nghe chúng cái đứa nó đang chật vật, nó đang chật vật ở trong cái bế tắc đó. Cái mình là người đang muốn thoát khỏi mê cung mà mình đi hỏi cái đứa nó đang bị kẹt ở trong cái mê cung thì sao nó chỉ đường cho mình đi được? Nó cứ dẫn anh chị đi vòng vòng không à. Anh chị phải tìm đúng cái người có cái bản đồ, nắm rõ được cái địa hình, nắm rõ được cái mê cung thì họ mới dắt các anh chị đi được, họ mới dắt mình đi đúng đường. Suốt ngày mình đi nghe mấy cái ông nói trên mạng đó thì sao, mà mấy trăm triệu view chia sẻ đúng không ạ? Nên nếu như các anh chị định vị mình là người thành công thì anh chị hãy bảo vệ chính mình. Đừng, khi mà bạn đã định vị bạn là người thành công thì bạn sẽ không bao giờ bị tác động bởi những cái yếu tố truyền thông như vậy. Những cái yếu tố truyền thông như vậy nó không ảnh hưởng được bạn. Và Theo nói với các anh chị rằng là hiện tại là có rất nhiều người họ lấy video của Theo để họ họ làm, họ kêu gọi đầu tư các thứ. Nhưng mà những anh chị mà có cái định vị mình là người thành công, anh chị nghe mấy cái đó anh chị có bị dụ đâu, đúng không ạ? Nhưng mà những anh chị nào đây có cái tư tưởng là làm giàu nhanh là các anh chị sẽ bị dễ bị dính vào. Ok, hãy bảo vệ chính mình trước những cái thông tin như vậy nha. Anh chị mà bị tiêm nhiễm những cái tư duy như vậy là em nói anh chị là anh chị sẽ không bao giờ bước đi trên con đường thành công luôn. Mình đi thì nó mới có tới đó mà. Mình có đi ví dụ 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm mình tới được cái đích. Tự nhiên mình nghe cái đó xong mình hết muốn đi luôn. Hết muốn đi thì giờ ngủ với là làm gì? Làm hết việc rồi lướt mạng, hết lướt mạng rồi ngủ. Chứ bây giờ làm gì các anh chị, ai họ cũng lo đi làm hết, ai chơi với bạn? Mình đi chơi thì phải có tiền, không có tiền sao đi chơi. Nên là mình phải, nếu như anh chị dám nghĩ lớn, anh chị đặt cho mình một cái mục tiêu là quyết tâm tôi phải hoàn thành mục tiêu này. Điều gì là phần thưởng của tôi, cái lý do tại sao tôi cần phải làm cái điều này,
Tôi cần phải thay đổi điều này, tôi cần phải vượt qua điều này. Lý do tại sao tôi phải học kinh doanh, làm kinh doanh. Lý do tại sao tôi phải làm marketing, tôi phải học cách bán hàng. Lý do tại sao tôi phải điêu luyện và tôi phải xuất sắc và tôi phải giỏi cái điều này. Lý do tại sao tôi phải đạt được cái mục tiêu về tài chính này. Lý do tại sao? Tại sao? Sao phải làm ngay lập tức? Và cái thời điểm tuyệt vời nhất là anh chị vào ngay bây giờ nhé. Mà không bao giờ nó có cái thời điểm mà sẵn sàng đâu các anh chị. Nó không có cái thời điểm nào mà sẵn sàng hết trơn á. Mọi thứ nó sẽ liên tục thay đổi. Và chúng ta có chờ hoài thì nó cũng không có ổn định được. Cơ hội, đối tác, khách hàng, nguồn lực không có đợi bạn. Tiền nó cũng không có đợi bạn. Tiền nó sẽ đến với anh chị khi mà anh chị nắm bắt nó thôi. Ok. Mình hãy nắm bắt. Nắm bắt và thực hành hành động luôn. Thực hành hành động luôn các anh chị. Và trong môi trường câu lạc bộ đã chuẩn bị cái hành trình thành công cho anh chị sẵn, con đường đi thì sẵn rồi. Và trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân chậm thói vàng, các anh chị được rèn luyện tư duy rất là kỹ, được rèn luyện kỹ năng, những cái kỹ năng cần thiết để các anh chị có thể xây dựng một công việc kinh doanh thành công, tạo ra thu nhập thụ động không giới hạn cho các anh chị. Và việc của các anh chị là chỉ cần thực hành, luyện tập. Mình luyện tập như nó là một cái nghề của mình, luyện tập như nó là một cái cuộc sống của mình, mà mình phải xuất sắc, mình phải giỏi điều đó, thì đó là con đường duy nhất để các anh chị đi tới thành công. Và bao nhiêu số anh chị ở đây mình sẵn sàng cho cái nhóm rèn luyện sắp tới chưa ạ? Có sẵn sàng chưa các anh chị ơi? Ok, và chiều ngày hôm nay vào lúc 18 giờ các anh chị, 18 giờ ha, thì cái nhóm này luyện doanh nhân chạm tay hóa vàng sẽ bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 9 là sẽ bắt đầu lại cái nhóm này luyện doanh nhân. Nhưng mà chiều ngày hôm nay thì các anh chị sẽ nhận một cái phần quà, đó chính là xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet. Bây giờ các anh chị phải học cách xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet thôi. Cái thứ hai đó chính là gì ạ? Anh chị sẽ học cách bán hàng bằng tiềm thức. Có rất là nhiều người họ biết bán hàng nhưng mà họ sẽ không biết bán hàng bằng tiềm thức đâu. Nếu như các anh chị giỏi về kỹ năng này, anh chị sẽ có một cái kỹ năng để anh chị hái ra tiền. Ok. Rồi, cảm ơn các anh chị đã đồng hành với Theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Và để mà các anh chị có thể gia tăng được cái tài chính của mình thì sẽ còn rất là nhiều những cái niềm tin khác của một triệu phú. Theo sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại cho các anh chị sẽ rất là nhiều trong những ngày kế tiếp, và hẹn gặp lại các anh chị. Nếu như các anh chị cảm thấy hay thì hãy chia sẻ cũng như là giới thiệu thêm những cái người bạn các anh chị để mà họ có cơ hội được nghe, được lắng nghe được điều này, được không ạ? Ở ngoài kia bao nhiêu người họ lấy đi động lực của các anh chị, nhưng ở đây Theo sẽ, Theo vẫn ở đây, Theo sẽ khiến cho các anh chị dám nghĩ lớn và khiến cho các anh chị dám hành động, cho phép mình hành động để trở thành con người tốt hơn, có giá trị hơn. Ok, và chiều ngày hôm nay hẹn gặp lại các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Và bao nhiêu số anh chị đây mình muốn sở hữu nhóm rèn luyện doanh nhân này để có một cái hành trình thành công sẵn tiện sẵn cho các anh chị, có người dẫn đường cho các anh chị đi, có người chỉ bước cho các anh chị đi và rèn luyện cho các anh chị cho đến khi mà các anh chị tự do tài chính đúng không? Trên con đường thành công của mình luôn có cái người thành công ở bên cạnh. Các anh chị hãy hỏi chủ nhóm mình xem thử cái điều kiện để anh chị có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân là cái gì để các anh chị được sở hữu không ạ? À? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. À. I love you, thank you. Hẹn gặp lại các anh chị nhé. Xin chào. Các anh chị có thể mở mic chào nhau nhé. Tôi là một doanh nhân chạm thái vàng.